Hello, các bạn chúng ta sẽ chơi Garden of Rainbow. Ok vậy. 3, 2, 1. Bạn nào lắm. 3, 2, 1. Mà này dễ là cái chơi là kim cương nữa. 3, 2, 1. Nhặt đi bắt những cái con bông bông này đi. Thả vào đây. Bom 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 bom. Đằng sau này có rất là nhiều cái này, theo hướng dẫn đi. Hai con liền. Yeah, sống lại rồi. Sáu giây. Win rồi, win rồi. Tiếp tục luôn. Qua cái màn này xem là chơi nào. Quảng mất rồi. Cho chúng ta chơi Super Soup. Ok. Vào game rồi. Thân hình màu trắng. Này thì chơi những làm nhiệm vụ cái phá thiên thạch ấy chưa. Ok. Chỗ này có đường. Tôi đi rồi. Tôi đi kim mệt. Thứ hai chúng ta có tuyệt chiêu này. Thắng liên tục. Bom. Người đâu rồi? Tiếp tục, tiếp tục.
Ôi trời. Ôi cái màn này tối quá. Lợi hại, lợi hại. Ô, con chưa twin này. Cái găng tay này lưỡi hại ấy. Ôi, con chưa chết này. We are in bottle. Ok. Trang phục mới này. Rồi, tiếp tục. Đấy, có hàng rồi đấy, kiếm luôn. Xem bên kia này nào. Úi giả con mấy con rồi. Nhà to quá. Ui. Ờ,
máu máu máu. Đây rồi. Bạn mới đúng. Một người bạn mới. Còn thiếu bạn Ginger nữa rồi. Không Ginger đâu cả. Đây, để cho bạn Angela này đi về cái góc này để tắm đây. Tắm trong cái bồn này đi. Chơi mini game luôn. Ô, sao chẳng có ma nào. Này, 6 người chơi cơ. Chơi nữa. À, ba cái bạn này tắm xong rồi. Cho Ginger đọc sách. Không vào chơi game đi. Biến hình. Không có cái đá mọc thêm được cái sừng. Ok, chúng ta chơi game Survival Empire. Ôi, con Green tẩy giải thế. Mình đi xuống chỗ góc góc này nó có hỏng rồi. Ui. Thank you.
chơi thì ba nằm luôn. Tốc độ bắn quá nhanh. Tốc độ bắn nhanh quá. Tăng tốc độ bắn lên. Quá đã. Bắn phát rất là nhiều quái vật. Ói hết luôn. Đây chùm, chùm. Ôi quái trâu chê nhỉ. Còn nữa này, hai con này. Những cái màn hơi tối nấu đấy. Ôi mà kìa. Kỳ lạ. Hồi nãy không biết là dấu hiệu cảnh báo nào. Là cái dấu hiệu để chúng ta thoát đi. Tối quá. Scary child. Mama, where are you?
âm thanh hữu đấy. Sắp này. Xoạc lạc. Tên tên. Ôi cái này kéo kéo xuống này. Level 2. Ê, từ từ. Không mượt lắm nhỉ. Mình di chuyển cảm thấy khó khăn lắm. Thưởng à? Màn thưởng. Lại story. Level 7 của chúng ta. Màn 8 à? Ui, cái anh bên này cho toàn ô tô với kim cương, ông này toàn sách này. Tất nhiên là phải chọn cái ông xanh này rồi. Xem nào. Okay, yeah, goodbye.